Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một con cái xin chữa các bạn, và một con cái xin tơ. Xin chữa, xin tơ, con nào mẫu cũng đẹp hết các bạn. Đây cái xin chữa nè, rúng chiền nè các bạn, không lan giá nha, rúng chiền không lan giá, chân móng đều hoàn thiện các bạn, móng sò hoàn thiện nè, đuôi dài có đắt luôn, chân kiền khú nữa các bạn. Đó, không lan giá chỗ nào các bạn, chữa 3 tháng các bạn. Chữa 3 tháng, chữa 3B 3 tháng, đang chữa lưới nhì. 3 tháng các bạn, cao 1m25 bò. Đó, chữa lưới nhì các bạn. Đây, qua đen nè các bạn, qua nè các bạn thấy không? Không lan giá nha, sái tích nghiêm chỉnh các bạn. Cao 1m25 bò, giá 27 triệu các bạn. 27 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình, comment dưới màn hình video nha các bạn. Đó, dàn rúng chiền nè các bạn thấy không? Rúng chiền nè. Yểm về cui các bạn ơi, yểm về cui à. Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết, chữa 3B 3 tháng các bạn, bao chữa bao khám nha. Đang làm chữa lưới nhì. Đó, đùi dài. Chân là chân kiền khú hết các bạn. Chân móng sò kiền khú hẳn băng các bạn ơi. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Đó, cái lưng các bạn thấy không? Lưng hẳn băng các bạn. Đó, không lan giá chỗ nào hết các bạn. Đó, nói chung là con hạng quyền bò các bạn. Cao 1m25 bò. Chữa 3 tháng 3B, giá 27 triệu, đang chữa lưới nhì luôn nha các bạn. Giá 27 triệu. Đó, dàn rúng chiền các bạn không? Từ vú tới ngực luôn các bạn thấy không? Đuôi dài phết đất luôn. Chân kiền khú hẳn băng các bạn. Đó, yếm dày cui các bạn ơi, xe mặt nè, xe lưng nè, nghiêm chỉnh đó các bạn, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh, bò đỏ ao không lan giá các bạn, bò đỏ ao không lan giá, rúng chiền. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Đó, thấy cái yếm các bạn, yếm nè, chân là chân kiền khú hết các bạn, móng sò kiền khú hết các bạn, sái tích thì nghiêm chỉnh nha. Sái tích thì nghiêm chỉnh các bạn. Chữa 3 tháng 3B các bạn, bao chữa bao khám, đang chữa lưới nhì luôn nha các bạn, giá 27 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình, comment dưới màn hình các bạn. Không lan giá chỗ nào nha các bạn. Không lan giá chỗ nào các bạn, giá 27 triệu, chữa 3 tháng 3B. Đó, còn đây cái sinter các bạn. Cái sinter cũng 27 triệu luôn các bạn. Mới 15 tháng tuổi các bạn, cao gần 1m3 bò. À, con này sau này có lên cái mẫu đẹp các bạn. Sái mặt nè, sái mặt nè các bạn thấy không? Sái mặt, sái lưng đồ là nghiêm chỉnh các bạn. Đây, sái lưng nè. Lưng luôn các bạn thấy không? Sái mặt, sái lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn. Yếm nè, yếm dày cui nè, rúng nè. Đó, cái dàn rúng chiền nha các bạn. Chân móng nè hoàn thiện nè. Móng sò hẳn băng các bạn. Cùm chân cùm xương đồ chà bá các bạn ơi. Cao gần 1m3 bò các bạn, 15 tháng tuổi. Chưa bẻ răng nha các bạn, chưa bẻ cái răng nào nha. Đòn dài. Chân móng rồi hoàn thiện. Giá 27 triệu, cao gần 1m3 bò các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, con cái sinter này nó cao dền vàng lắm nha các bạn. Yếm dày cui à. Đó, cái dàn rúng nè, có dàn rúng chiền nha các bạn. Nè, cái yếm dày cui này các bạn thấy không? Đòn dài. Chân móng thì hoàn thiện các bạn. Đó, móng sò hoàn thiện hết các bạn thấy không? Chân trước chân sau nè, chân sau nè các bạn thấy không? Móng sò hẳn băng các bạn. Đó. Móng sò hẳn băng các bạn. Đây chân trước nè. Đó, sái tích đồ nghiêm chỉnh, yếm dày cui các bạn. Giá 27 triệu các bạn, cao gần 1m3 bò sinter, đòn cực kỳ dài. Đó, chưa bẻ cái răng nào hết các bạn, chưa bẻ cái răng nào hết nha. À, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Đó. Qua nè, đuôi dài. Đó, qua đèn hôi các bạn không? Đó, đuôi nè các bạn, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Yếm nè, yếm dày cui các bạn. Đó, ao không lan giá chỗ nào hết các bạn. Con này các bạn nuôi sau này lên cái mẫu to dền vàng giống như mẫu độ các bạn, lên mẫu độ các bạn. Đó, cao gần 1m3 bò lắm các bạn. Bò này còn lớn nữa các bạn. Mới 15 tháng tuổi à.
cao gần 1m3 bò giá 27 triệu luôn các bạn, giá 27 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, cái dàn rũn kiềng nè bạn không? Đó, từ vú tới ngực luôn các bạn. Yếm dây cui à. Đó, yếm dây cui các bạn không? Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đòn dài, đuôi dài. Đó, cái đuôi dài này các bạn không? Đó. Giá là 27 triệu các bạn, giá 27 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình, comment dưới màn hình video nha các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại cái Shinter. Đó, cao gần 1m3 bò. Đó, chưa bẻ răng, 15 tháng tuổi, giá 27 triệu. Mẫu đẹp nha các bạn. Đó, còn cái Shin K25 bò chữa 3 tháng 3B, bao chữa bao khám, đang công chữa lứa nhì, cũng giá 27 triệu luôn nha các bạn. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.